đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị một cái nồi Amway Queen, và tiếp theo là một con gà. Nhưng mà gà đây là ngon nhất, đó chính là con gà vườn, khoảng 1.3 là ok. Và tiếp theo đây là đường, nửa chén đường, nửa chén cà phê, và đây là giấy bạc. Và làm như thế nào thì chúng ta sẽ cùng thực hiện nha. Ok, đầu tiên thì sẽ lót giấy bạc vào trong cái nồi. Rồi, tiếp theo là sẽ bỏ cà phê vào, đường ở trung luôn. Rồi chúng ta sẽ chọn lại. Và tiếp theo chúng ta sẽ để cái dĩ lên. Và con gà này thì chúng ta sẽ ướp mật ong và dầu ăn trong vòng 30 phút. Bây giờ chúng ta chỉ còn lại là sẽ bỏ con gà vào cái nồi. Rồi, giúp em đẩy nắp lại đi ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ gia nhiệm vụ cho cái nồi này trong vòng 20 phút. Rồi. Ok. Và bây giờ chúng ta đã đến giờ rồi các anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ xem con gà như thế nào nha. Wow. Wow. Ngon miệng.